sau 5 tiếng lái xe, bây giờ hai vợ chồng đã tới khu mua sắm lớn nhất của Thụy Điển, Ullare. Finally, after 5 hours of driving, we finally here. Mày nãy giờ mày thấy có chỗ nào bán bia. Và bây giờ mình đã bắt đầu đi vào tầng trệt của khu mua sắm như cả nhà. Đó, mình thấy xung quanh rất là đông. It is just packed. Even in the parking. This is what we got.
cheap stuff or expensive stuff as well. I got this mini. Really nice. Thank you.
chỗ. Để ngủ qua một đêm rồi sáng mai về. Và đây là khu vực mà đa phần mọi người sẽ ở lại qua đêm. Here is the area that we're gonna stay over for a night and gonna be back home tomorrow. It's really nice and quiet. Rất là đẹp và yên tĩnh như thế này. It's really nice. Hiện giờ mình đang đi bộ tới cái chỗ của mình. People come here staying in the condo, but I see mostly like a house. Thank you.